Mình cái gì mình cũng sợ, chuyện không đáng sợ mình cũng sợ, và mình sợ chết. Mình sợ chết khủng khiếp luôn. Chẳng hạn như là khi mà căn bệnh nó nặng á, là mình tắm á, mình không dám đứng một mình trong nhà tắm, mình phải bắt một người khác đứng bên cạnh mình. Bởi vì sao? Mình nghĩ rằng khi mình mở vòi sen, nước mạnh quá, mình đưa cái mặt mình vô, mình sẽ bị ngộp thở và mình xỉu, rồi mình không có được sự giúp đỡ của mọi người, mình sẽ chết trong nhà tắm. Rồi mình uống ly trà sữa có trân châu, mình hút vô thì trân châu nó sẽ lọt cho đường thở của mình, mình sẽ bị nghẹt thở, mình chết. Những cái lo âu nó trổ lên vậy thì tay chân mình nó sẽ rất là lạnh nè, đổ mồ hôi nè, rồi nó tê tay tê chân, lòng ngực của mình nó nóng lên như lửa đốt, trong lòng là có và cảm giác là mình xỉu đến nơi. Đặc biệt chỗ là khi phát hiện bệnh rồi, bệnh nặng hơn, tại vì mình biết mình bệnh lo âu là mình lo âu nhiều hơn nữa. Mà chết thì chồng mới nói câu là mẹ nói mẹ bị bệnh thần kinh, chứ thật ra ba mới là thần kinh. Tại vì sao? Ba không biết mẹ đang như thế nào, ba không biết mẹ đang ra sao, mà những cái biểu hiện của mẹ làm cho ba quá sợ. Và bây giờ thần kinh của ba căng lắm rồi, ba rất là mệt mỏi rồi. Tự nhiên mình tỉnh, bác sĩ nói cỡ nào mình cũng không nghe, tự nhiên nghe chồng mình nói tự nhiên mình tỉnh. Nói, ủa tại sao lại như vậy, tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh như thế này, và tại sao mình lại làm khổ chồng mình và người thân ba mẹ mình đến như thế. Khi mà mình biết được mình mang thai bé Tuấn Khang là bé đầu á, thì cái cảm giác đó nó rất là lạ lẫm. Tại vì sao ạ? Nó không có một triệu chứng gì cho mình biết là mình mang thai hết. Tự nhiên một ngày đẹp trời, đang ở dưới quê của nội của ông xã mình là ở Đức Huệ là Long An á, thì tự nhiên đang đi qua cầu cái tự nhiên mệt, mệt ngang, nhịp thở không nổi. Không, mình nghĩ là chắc là mình bị bệnh cảm gì đó, mà tại sao mình lại mệt quá đi, thở không nổi. Thì nó, ủa sao kỳ vậy ta, tự nhiên cái phụng thể suy sụp ngang xương vậy. Vừa bước qua cái cầu một cái là suy sụp liền. Lâm thể bất an, không qua cầu nổi luôn. Là à, chưa qua cầu nổi luôn, để giống như cái cầu khỉ ở dưới quê là chị đi bộ. Dạ đúng là rồi, là cầu khỉ. Dạ, cầu không khỉ. Phải cầu bê tông. Dạ không ạ. À. Wow. Dạ mà tự nhiên nó mệt ngang vậy đó. Nó, ủa sao kỳ vậy ta, sao kỳ quá, cái triệu chứng gì nó lạ lẫm. Nếu đó chị có nghĩ là chị say sóng không? Nghĩ là chắc là mình say nắng nha, tại vì lúc mà đi từ Sài Gòn về tới quê là giữa trưa, giờ ngọ cũng gần 12 giờ trưa rồi, chắc là bị say nắng, trúng nắng mình cảm thôi. Xong mà cái về cũng bình thường, cái nó, ủa sao kỳ vậy, không tới giờ này mà sao mà cái mùa dâu rụng vẫn chưa tới. mùa dâu rụng vẫn chưa tới, có chuyện gì chăng? Thế là mới đi que, mua que về thử thì lên 2 vạch. Dạ. Rồi có nghĩa là chị thử que ở quê nội? Dạ không, về nhà rồi, tại vì về quê nội có một ngày thôi, sáng đi chiều về. Xong rồi tối đó cũng vẫn mệt, thì qua hôm sau nhờ chồng mua que thì anh cả là người đi mua que. Dạ. Xong rồi hai vợ chồng cùng thử thì phát hiện ra 2 vạch. Cái lúc mà mình thử lên 2 vạch á, cái cảm xúc của hai anh chị như thế nào á, chị diễn tả nó slow motion, nó chậm chậm lại cho dạ. Em cảm nhận đi. Đây là cái que. Đây là cái que. Đây là cái que. Qua cái thời gian để chờ cái que nó nổi vạch đi ha. Xong cầm lên. Hai vợ chồng nhìn nhau và nói chung là vỡ òa cảm xúc, mà nói chung là không có biểu hiện được luôn. Tại vì sao? Đây là một cái điều hạnh phúc mà cả hai vợ chồng và cả gia đình chờ đợi phải nói là rất là lâu rồi. Hai vợ chồng cưới là 24 tới 28, tức là hơn 3 năm thì mới có tin vui. Thì cái điều đó nó làm cho mình bất ngờ và giống như mình bị đứng hình luôn á. Thì nhìn nhau xong rồi không có nói một lời gì hết thì bất lực trước ngôn từ luôn. Dạ, mọi ngôn ngữ nó bó tay luôn. Một nghĩa. Khánh cũng chia sẻ luôn một điều là trước khi có được Tuấn Khang thì cũng vào cái thời điểm đó, mà một năm trước thì Khánh cũng có được một cái điều này, là hai vợ chồng cũng phát hiện ra là có 2 vạch. Thì thông báo với cả nhà, thông báo với bạn bè, thậm chí thông báo với hàng xóm. Thì cũng có một người nói rằng là chưa được 3 tháng thì đừng có báo sớm quá, nhiều khi mọi chuyện nó không có suôn sẻ như mà mong muốn. Thì hai vợ chồng nói trời ơi, thì có niềm vui thì phải báo thôi. Nhưng mà đến khoảng 2 tháng thì bé bị thai lưu, tức là không có phát triển nữa. Thì cái điều đó nó làm cho hai vợ chồng cảm thấy là vụng vỡ luôn, và cả nhà
suy sụp. Thì ngay cái thời điểm mà phát hiện ra là bạch thứ hai với Tuấn Khang á, thì hai vợ chồng không có dám chia sẻ với cả nhà, thậm chí ba mẹ của mình mà mình giấu luôn, ba mẹ chồng ở dưới quê. Thì thấy là Khánh gọi điện thoại FaceTime hỏi thăm sức khỏe thì thấy Khánh suy sụp, tại vì lúc đó là bị hành rồi, nó bị mệt mỏi. Cái ba mẹ chồng mới qua nói con có tin vui gì không. Cả mẹ Khánh mà Khánh giấu, rồi ba mẹ chồng cũng giấu luôn, tại vì sợ cái chuyện mà không vui nó xảy ra lần nữa. Thì ba mẹ chồng mới me qua gặp, và mẹ chồng vậy nè: phải không con? Phải không con? Mà không dám nói thẳng cái gì luôn, không dám hỏi thẳng phải không con, có đúng vậy không con? Cái gì vậy mà tôi thấy Tô Ánh Nguyệt đâu đây vậy trời? Cái xong rồi hai vợ chồng nói dạ dạ đúng rồi, chắc là trời ơi mẹ mừng quá con ơi, mà mẹ không dám hỏi, bữa giờ mẹ nghi rồi, thấy cuộc điện thoại mẹ nghi mẹ lên liền mẹ hỏi nè. Nói chung là rất là hạnh phúc, là bởi vì cả nhà đều cảm thấy bất ngờ, cái điều mà mình mong chờ đã đến được rồi. Nó đến nhưng mà vẫn phải đi nhẹ nói khẽ, không dám chỉ mặt đặt tên, kiểu bực nhất là không được nói cho ai nghe nữa. Dạ dạ. Chị ơi, giờ có quá trình mà 3 tháng mà chị giấu như vậy á, là chị giấu bằng cách nào? Trong khi đó thì chị ngán rất là nhiều luôn. Dạ đúng, mà ở chung với mẹ nữa đó. Ở chung với mẹ của mình nữa. Thì mỗi lần mà ăn cơm là ăn được có 2 đũa là mệt, thở không nổi là vô phòng ngủ, rồi nằm thở gì đó. Mà mấy lần như vậy thì mẹ mới nói tụi con có chuyện gì muốn nói với mẹ phải không? Trời ơi, cái gì mà tôi có cảm giác giống như là một cái thế kỷ thứ 15, 16 mà gái nhà lầm mà lỡ có bầu mà không dám nói với ba mẹ, sợ quê với hàng xóm. Người người lúc đó chị trả lời sao? Lúc đó không dám nói thiệt luôn á. À, không có, là tại vì con đi làm á, con mệt thôi, chứ có đi làm gì đâu. Lúc đó là không làm gì hết. Người anh Khải anh giấu thì sao? Giấu luôn. Xong rồi cái mỗi lần mẹ nói là có chuyện gì không con, cái xong nói không, chắc vợ con nó mệt gì thôi, chứ không có gì đâu mẹ, không có gì hết trơn. Và lảng tránh ánh mắt của phụ huynh đi. Dạ, đúng rồi, khác. Đi chỗ khác vậy đó, mà cứ vậy hoài mà cả hở hơn một tháng mấy, hai trời tháng ơi. Thì bắt đầu mới nói với ba mẹ đó, thấy thương. Tại vì bị bể là lúc mà ba mẹ chồng lên phát hiện ra, rồi mẹ ruột biết luôn. Nhưng mà cái lúc mà phụ huynh biết, bề trên biết, tự nhiên chị thấy thoải mái hơn không? Dạ thấy thoải mái, nhưng mà kèm theo cái nỗi lo. Lo là gì? Ngay cái thời điểm mà giống như là 2 tháng á, là phát hiện bé trước là bị thai lưu á, thì khi mà mình đi khám thai thì mình rất là sợ. Mình sợ thông báo là như cũ là chắc mình chết luôn á. Cho nên là cái quá trình mang thai Tuấn Khang là Khánh rất là hồi hộp, lo lắng đủ thứ. Rồi đến khi mà được 12 tuần tuổi á, là cái giai đoạn đó là bắt đầu bé sẽ có những cái chuyển động nhẹ. Rồi từ từ những cái tuần tiếp theo thì sẽ những cái chuyển động. Nhưng mà cái anh Tuấn Khang nhà Khánh á, là ở trong bụng ảnh rất là hiền, ảnh rất là ít chuyển động, cho nên là mình lại lo nữa. Tại vì người ta nói là bé sẽ chuyển động, bé sẽ đạp, mình nói ảnh đạp ít lắm, ảnh ngủ không mà giống Khánh, cái nết Khánh ngủ không à, cho nên là rất là sợ. Và từ khi mà Khánh mang thai đến khi mà sanh ảnh, rồi sanh ảnh ra, rồi lại sợ thêm tiếp nữa, cuối cùng bị bệnh rối loạn dây thần kinh lo âu. Khủng khiếp. Và mọi người khi mà biết tin Khánh bị rối loạn dây thần kinh lo, mọi người rất là hoảng hốt và ngạc nhiên. Khánh ơi, Khánh không có chuyện gì phải lo, tại sao Khánh bị bệnh lo âu? Mọi người la lại Khánh. Tại vì bản thân Khánh cũng không biết là tại sao mình lại bị bệnh như vậy, là bởi vì một quá trình dài, cái dây thần kinh lo âu nó cứ lúc nào nó cũng căng. Mình không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Cái chuyện đáng lo mình lo là đúng rồi, mà chuyện không đáng lo mình cũng lo luôn. Mà mình tưởng tượng những cái điều bi kịch xảy ra không, đây là căn bệnh chung của rất nhiều người, và không riêng gì mẹ bỉm sữa không đâu, những người bình thường cũng bị, và cả đàn ông cũng bị nha. Khi mà Khánh trải qua rồi là Khánh biết là đây là bệnh do mình tự tưởng tượng, và không có thuốc nào trị được, chỉ có bản thân mình mới có thể trị được bệnh của mình mà thôi. Thực ra thì với rối loạn lo âu á, cái điều đầu tiên mà mình rất là muốn chia sẻ với quý vị khán giả mà đang xem chương trình ngày hôm nay với sự chia sẻ của chị Lê Khánh, đó là mọi người đừng bao giờ nói cái câu này với một cái người đó là: ê, tao thấy mày không có chuyện gì hết á, mắc cái chứng gì mà mày lo. Thực tế thì nếu như nó đã là một dạng rối loạn thì nó không cần phải có những cái biểu hiện cụ thể. Và cái không thứ hai nhân luôn. Đúng, và cái thứ hai là vậy nè, nó không phải là câu chuyện mà mình nhìn thấy được bằng mắt thường để rồi bạn nói rằng là tôi không thấy bạn có chuyện gì hết cho nên là tại sao bạn phải lo. Những vấn đề tâm lý nó là những vấn đề chúng ta không định dạng được cái hình ảnh của nó. Cho nên là nếu như bạn đang được một cái người người ta chia sẻ rằng là
mình đang cảm thấy lo âu, hoặc là bạn biết rằng có một người đang bị rối loạn lo âu, thì chuyện của bạn đó là làm thinh và nghe người ta chia sẻ. Đừng có những cái khẳng định theo kiểu phủ nhận vấn đề của họ, bởi vì thực ra chính họ cũng không biết tại sao họ lo, mà nếu như họ biết thì họ đã xử lý được vấn đề của mình rồi. Với chị Khánh thì không thể nói là không có chuyện được. Một cái sang chấn trong quá khứ là cái câu chuyện bỗng dưng con mình nó không ở lại với mình, đối với mọi bà mẹ đó là một câu chuyện lớn chứ không hề nhỏ. Cái thứ hai đó là mình không biết được lý do, thì bây giờ khi mình lặp lại cái hành trình đó một lần nữa thì tất cả những cái điều đó nó được sống dậy trọn vẹn, và cái việc mà bạn bị bất an là bình thường. Đoạn này trong tâm lý nó gọi là stress sau sang chấn, PTSD, nghĩa là cái việc mà tôi phải ở lại với một cái nỗi ám ảnh mà tôi không thoát ra được khỏi nó. Và bây giờ với chị Khánh nó còn nặng hơn là bởi vì cái hành trình đó nó lặp lại một lần nữa chứ không phải nằm trong tưởng tượng. Cho nên là làm sao mà không có lý do được, tóm lại là như vậy đó. Và cái triệu chứng mà của rối loạn lo âu nó khác với trầm cảm. Với Khánh có những cái triệu chứng lo âu là gì? Là mình cái gì mình cũng sợ, chuyện không đáng sợ mình cũng sợ, và mình sợ chết. Mình sợ chết khủng khiếp luôn. Chẳng hạn như là khi mà căn bệnh nó nặng á, là mình tắm á, mình không dám đứng một mình trong nhà tắm, mình phải bắt một người khác đứng bên cạnh mình. Bởi vì sao? Mình nghĩ rằng khi mình mở vòi sen nước mạnh quá, mình đưa cái mặt mình vô, mình sẽ bị ngộp thở và mình xỉu, rồi mình không có được sự giúp đỡ của mọi người, mình sẽ chết trong nhà tắm. Rồi mình uống ly trà sữa có trân châu, mình hút vô thì trân châu nó sẽ lọt cho đường thở của mình sẽ bị nghẹt thở, mình chết. Những cái lo âu nó trổ lên vậy thì tay chân mình nó sẽ rất là lạnh nè, đổ mồ hôi nè, rồi nó tê tay tê chân, lòng ngực của mình nó nóng lên như lửa đốt, trong lòng là có và cảm giác là mình xỉu đến nơi. Lúc đó chị sinh bé chưa hay vẫn đang trong thai kỳ? Dạ, khi mà bé được gần 1 tuổi là bắt đầu triệu chứng nó nặng khủng khiếp. Bé có những cái triệu chứng chẳng hạn như bình thường như con người ta là hơi cảm một chút, hơi ho một chút. Nhưng mà Khánh thì Khánh tưởng tượng hơn là con mình ho quá vậy nó ngủ được, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi con mình nó bị bí tiểu. Tại vì cái da quy đầu của bé hơi dài cho nên là bé bị bí tiểu. Thì cái chuyện nó bình thường, nhưng mà Khánh tưởng tượng là bé không tiểu được thì bé sẽ bị bể bụng. Ngày càng nhiều mà mình không biết, tại vì mình không biết kiểm soát cảm xúc của mình thì thành ra một căn bệnh nó kéo dài như thế. Và nó 2 năm thì nó bị quá nặng đi, và mình sẽ nghĩ rằng là mình bị nhức cái chỗ này thì mình sẽ bị bệnh tim nè, nhức đầu là bị não nè, rồi cái gì là sẽ bị thận nè, và cái gì nó cũng khủng khiếp hết. Và vô bệnh viện như là cơm bữa, mệt một chút là đòi đi cấp cứu, mệt một chút là phải vô bệnh viện và khám tổng quát từ trên xuống dưới, chụp MRI, nói chung là tất tần tật, không bị gì hết nhưng mà vẫn mệt, vẫn tin là mình bị bệnh, vẫn tin rồi. Ôi, chị còn bị cả ám ảnh cưỡng chế nữa đó. Dạ, chị. Đúng rồi, tức là những cái hành vi của mình là mình không kiểm soát được, không ngủ được, nhắm mắt lại thần kinh nó căng lên y như là ai kéo một cái mảng lưới nguyên cái hệ thần kinh của mình kéo lên căng ra, không ngủ được, và càng không ngủ thì lại càng tưởng tượng nhiều. Nói chung là mệt mỏi và cả nhà ảnh hưởng theo, một không khí trầm buồn nặng nề u uất trong nhà một thời gian khoảng 1 tháng trời, nó khủng khiếp vô cùng tận. Và người tội nhất là chồng của mình, giống như là lúc đó mình quá sợ hãi và cái gì cũng làm phiền, mệt chút là bắt chồng chở đi bệnh viện, mệt chút là bắt chồng chở đi khám tổng quát, đi khám tâm thần luôn nha, vô bệnh viện tâm thần luôn. Bác sĩ tâm thần nói luôn, chị bị rối loạn lo âu. Đặc biệt chỗ là khi phát hiện bệnh rồi, bệnh nặng hơn. Tại vì mình biết mình bệnh lo âu là mình lo âu nhiều hơn nữa, rồi mình hành người thân mình nhiều hơn nữa. Chồng mình quá mệt mỏi, và đến một ngày nói là ba ơi mẹ chết, mẹ xỉu tới nơi rồi, mẹ chết. Thì chồng mới nói câu là mẹ nói mẹ bị bệnh thần kinh chứ thật ra ba mới là thần kinh. Tại vì sao? Ba không biết mẹ đang như thế nào, ba không biết mẹ đang ra sao, mà những cái biểu hiện của mẹ làm cho ba quá sợ. Và bây giờ thần kinh của ba căng lắm rồi, ba rất là mệt mỏi rồi. Tự nhiên mình tỉnh. Bác sĩ nói cỡ nào mình cũng không nghe, tự nhiên nghe chồng mình nói tự nhiên mình tỉnh. Nói ủa tại sao lại như vậy, tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh như thế này, và tại sao mình lại làm khổ chồng mình và người thân ba mẹ mình đến như thế. Khi mà cơn hoảng loạn nó tới, mình phải tự trấn an, mình phải nói rằng không có chuyện gì đâu, báo động sai rồi. Và từ từ một thời gian khá dài bắt đầu mình mới có thể tự trấn an bản thân được. Và cái cơn hoảng loạn bắt đầu nó mới từ nó mới cách khoảng và nó tái lại nha. Bệnh này hoàn toàn không bao giờ hết, nó tái lại và mình phải tự trị. Và Khánh cũng mới bị tái lại cách đây khoảng 1 tháng, tại vì nhiều cái sự lo lắng nó làm lại cho mình tái lại. Nhưng mà mình phải tỉnh táo và mình nói là không vấn đề gì đâu, từ từ nó sẽ trở lại.
khủng khiếp. Cảm ơn những chia sẻ của chị, tại vì em cũng đang trên một cái đà gọi là rối loạn lo âu gần giống như chị, là bởi vì em lúc nào cũng sợ chết á. Đó, chết em bắt đầu có triệu chứng rồi đó. Và tức là lúc nào mình cũng chỉ nghĩ tới những cái hình ảnh xấu thôi. Em thì chắc là cái cường độ của em chưa đến mức như chị, nhưng mà em bị mất ngủ. Đúng. Và bây giờ em phải tự trấn an và em phải tự dẹp bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Nếu không nó sẽ càng ngày càng nặng và sẽ không kiểm soát được luôn đó. Em rất là sợ, tức là mình ý thức được là mình đang như vậy cho nên mình rất là sợ. Thôi bây giờ mình quay trở lại với cái câu chuyện gọi là mang thai đi. Cái hành trình mang thai của chị, em rất là muốn nghe những câu chuyện mà bi hài kịch xoay xung quanh cái chuyện mà chị bị ấm nghén á. Em biết là chị hành anh Khải như thế nào. Không, mà tự nhiên lúc mang thai mình có nết nha. Mang thai mình có nết nha. Phyto BB Sono giúp bé ngủ sâu giấc tự nhiên. Mình bị triệu chứng nặng nhất đó là bị ợ nóng, giống như là có tiêu nè, ớt nè, rồi những cái gia vị cay nó đổ dồn lên lúc mình ợ một cái khó chịu vô cùng tận, và nhất là khi nằm xuống là bị ợ. Những cái ngày mà gần cuối thai kỳ á là không ngủ được, nằm xuống là nó ợ khó chịu. Thế là mình thức nguyên đêm, mình ngồi mình ngắm chồng mình ngủ, mình ngồi mình ngắm chồng mình ngủ. Bây giờ làm gì giờ? Trong khi mình ngủ không được, cứ bụng bự chà bá vậy đó, nằm ngồi thở dài hạch mà ổng nằm ngủ ân ngái ngon là ổng chẳng biết trời trăng mây nước gì hết. Ngái tám bè còn có phun hụt é. Trời ơi. Mà hai đứa nào cũng vậy hết trơn. Nhưng mà chị dạ. Với cái việc là mình bị ợ nóng như vậy, nó dạ. tạo ra một cái ám ảnh về thức ăn dạ. Thì cái món mà chị gọi là cảm thấy là mình dễ chịu, mình thích ăn nhất trong thai kỳ của mình là món gì? Món kho là cái món mặn mặn á, là mình cảm thấy mình dễ chịu. Đặc biệt thích ăn hải sản vô cùng luôn. Và khi mà mình sanh xong thì mình bị mề đay. Tới giờ uống bị mề đay và đang uống thuốc. Mề đay khủng khiếp, mà mề đay nổi khó chịu vô cùng tận. Rồi mẹ ơi, đời nhân quả nhãn tiền. Nhân quả nhãn tiền. Em đang hồi hộp câu chuyện với Khánh đi sinh luôn. Dạ. Đang cũng đeo chắc bất hề lắm hả chị? Không, cũng bình thường thôi Lan, tại vì sanh mổ cho nên là không biết cảm giác đau đẻ là như thế nào. Chỉ biết sau khi mà mổ xong biết đau mổ thôi. Dạ. Chị định bác sĩ nó tới ngày đó là giờ đó vào bệnh viện vui vẻ đi giao lưu với khắp bệnh viện luôn, tại vì có biết đau gì đâu. Trong khi vô phòng chờ sanh là mấy chị kia ngọt rên la tùm lum hết trơn, còn mình tỉnh bơ vẫn còn đánh so. Tới giờ vào phòng mổ thôi. Khoảnh khắc mà đem em bé ra với chị á là có anh Khải ở dạ bên... không, sanh mổ chồng không được vô. À, sanh hai mổ bé không được luôn vô hả? Vậy thì em chỉ hỏi cảm xúc của chị thôi. Dạ. Lúc đó nó như thế nào chị? Sanh thường á thì là mình phải có thời gian mình chuyển dạ, giống như Lan là phải mấy tiếng hồ đúng không? Dạ. Mấy ngày chị? Mấy ngày em rồi tới hai ba ngày đó. Nhưng mà khi mà lên cái bàn sanh rồi thì là em cũng phải rặn, thì phải có quá trình thì mới gặp con. Còn sanh mổ là chỉ có mấy phút là được gặp con rồi. Thì với bé đầu thì trời sao nhanh quá, mình không nghĩ là mới vừa nằm rồi xong mà tiêm thuốc tê vào cuộc sống của mình thì mới mấy phút là nghe tiếng con khóc rồi. Cái xong Khánh còn hỏi ủa sao phòng mổ mà không cách âm gì vậy? Em bé phòng khác khóc lớn quá vậy. Em vẫn còn thuốc nên không có cảm nhận được cái bụng mình nó bắt đầu nó nhẹ lại gì hết. Không biết gì hết, tức là mới có mấy phút mà nghe tiếng con nít khóc nói ủa nghĩ trong đầu ủa sao phòng mổ không cách âm, không đạt chuẩn gì trơn, không cách âm gì. Em bé phòng khác khóc lớn quá, sao tiếng em bé khóc ở đâu vậy bác sĩ? Nó trời con của Khánh khóc quá, trời ơi hết hồn bữa rồi mới trời ơi vì là mình có con rồi hả. Rồi ra ngoài thấy cho mình coi chỗ nó cảm giác nó đã gì đâu luôn á. Và thật sự chỉ khi nào làm mẹ thì mới trải nghiệm được cái cảm giác đó thôi, đúng không ạ? Và bé thứ hai thì ảnh mắc cười lắm, là tại vì á tóc ảnh một nùi, ảnh lén một tóc hồi nào trong bụng không biết, một lén một tóc rồi thêm hai cái vết dài như vậy nè, mắc cười lắm, nhìn như là mắc cười nhìn như có ga liền luôn á. Thì với bé đầu thì bé bị suy hô hấp tháng qua, tức là khi mà ra rồi bé không có tự thở được, tự nhiên ra rất là hồng hào gì đó nhưng mà không có tự tìm vú mẹ để bú, thế là phải cho vô khoa nhi một ngày một đêm. Qua ngày hôm sau mình mới được gặp con. Thời điểm đó chưa có dịch cho nên là cả nhà được vào bệnh viện rồi chờ sanh rồi chờ gặp bé. Nhưng mà khi mà nghe tin là bé phải vào khoa nhi thì mọi người mới đi về, để mà qua hôm sau mới vào bệnh viện lại. Sáng hôm sau mẹ Khánh vào xuống 1kg liền. Trời ơi. Trong một đêm mà xuống 1kg liền. Tức bà là ngoại đã suy nghĩ cái gì trong đêm đó? Đó là không ngủ. Không ngủ tại vì sao? Sợ là không được gặp cháu, rồi không biết là cháu mình có bị gì không mà xuống 1kg liền. Ghê thiệt, khủng khiếp. Và hiện giờ mẹ Khánh cũng đang bị rối loạn dây thần kinh lâu nha. Là bởi vì sao? Cái gì cũng lo á, cái thành bệnh. Và với bé hai thì bác sĩ
là mổ, là mổ ngay vết mổ cũ, cho nên là với bé thứ hai thì Khánh đau hơn rất là nhiều. Chồng Khánh rất là lo, bởi vì sao? Khi mà bác sĩ mổ em bé thì rất là nhanh, nhưng mà bác sĩ thương cho nên là chăm chút vết mổ rất là kỹ, tại vì Khánh cơ địa sẹo lồi, cho nên với bé đầu là cái sẹo lồi nó khủng khiếp lắm, nên bác sĩ phải xử lý vết sẹo rồi phải may lại cho đẹp, cho nên là khá là lâu, phải gần 1 tiếng đồng hồ. Thì chồng Khánh ở ngoài sốt ruột và không biết như thế nào. Và với mỗi bé thì Khánh được quay một clip để đón con chào đời, để đưa ra cho chồng. Thì với bé đầu thì chồng rất là hân hoan, nhưng mà với bé thứ hai thì chồng Khánh chịu không nổi. Tại vì sao? Nghĩ rằng là tại sao vợ mình lại đau đớn như thế này, và vợ mình tại sao lại phải chịu những cái cảnh như thế này, cho nên là khóc. Rồi tâm sự với Khánh là ba lo lắm, tại vì mẹ ở trong đó lâu quá. Và khi mà vào phòng mà hồi sức á, thì thấy là nước mắt có hoen mi, rồi có mắt đỏ, rồi ôm, rồi cảm thấy là chia sẻ và rất là xúc động. Thì đó là những cái giây phút mà hai vợ chồng trải qua khi mà đón nhận hai con chào đời. Tôi cũng nghi lắm, nghi ông Khải cũng có khóc không? Trong khi vợ không có khóc. Chị rồi thế thì cái lúc mà mình về nhà nè, bây giờ tới hành trình mà chăm con nè, chị làm cái gì, chị làm được cái gì? Ủa tại sao em lại hỏi cái câu đó, em nghi ngờ chị Khánh vậy? Tại vì hồi đầu á là mọi là chị Khánh đã nói trước rồi, nói mãi tới bây giờ mọi người mới công nhận tôi là một bà mẹ bỉm sữa. Đúng rồi, phải có cái gì đó bên trong nó mới phóng chiếu ra bên ngoài như vậy. Dạ thì Khánh là mẹ thôi. Dạ thì Khánh là mẹ thôi. Khánh là mẹ thôi. Với bé đầu á thì bé bú 45 phút, mà bé rất là hợp tác cho chục mà 45 phút mà không ngưng luôn. Xong rồi hả, bồng con mà đầy kiêu hãnh là tại sao trộn con mình đủ sữa, kiêu hãnh và càng ngày nó càng ốm, càng ngày nó càng ốm. Cái xong mà cái ủa sao kỳ, bác sĩ nói em bé nó sẽ có giảm cân sinh lý, là khi mà sanh nó xong nó sẽ giảm khoảng 10% cân nặng là chuyện bình thường, nha càng ngày nó càng ốm, da nó nhắn lại, mà mỗi lần bú vẫn 45 phút, coi chung cái đoạn này là không phải sinh lý gì nữa rồi. Trời ơi, một tuần lễ về tới nhà 7 ngày rồi nha, kiêu hãnh lắm, đi sanh này nọ cái gì cũng có mà không có hộp sữa cho con, vẫn kiêu hãnh là và vẫn là nuôi con bằng sữa mẹ, nuôi con bằng sữa mẹ. Xong mà càng ngày càng nhăn. Ủa sao là mọi người nó thiếu sữa đó Khánh ơi, con ơi mua sữa cho con bú dặm thêm đi. Không, sữa mẹ vẫn bú đầy đủ mà. Xong mà cái hả, càng ngày bú con bú nó mệt, thấy rõ mệt, nó mỏi miệng mệt thiệt, nhưng mà mình cũng đau. Vậy là thật ra là thằng nhỏ nó lao động rất miệt mài và kiên trì. Đúng vậy, nó cà chục sản chục. Phẩm không có nhiều, nó cà chục là bởi vì nó đang cày bừa để đúng nó vậy. Đi tìm kiếm chất dinh dưỡng. Đúng vậy, ổng ngậm sai khớp đúng không? Không phải, ổng ngậm đúng khớp mà Khánh không có sữa, mà Khánh không biết. Càng ngày càng đau, càng ngày bú. Sao, ủa sao mỗi lần bú mà tới giờ bú sợ lắm. Nó giống như là ai hút máu từ trong tim mình hút ra mà mình không biết, mình vẫn cắn ra. Mà con càng nuốt là nước mắt nó càng chảy. Mẹ khóc luôn mà, em khóc, đẻ không khóc nhưng mà con bú khóc nha. Chảy nước mắt ràn rụa, còn cái clip đó luôn á. Không biết còn không, nhưng mà không biết máy nào. Tại sợ chương trình chưa đưa đó. Tại vì nó trước luôn. Trời, nhưng mà khoan, anh không khóc hả khi anh đó anh mà. Rất là dễ chịu, thật sự con Khánh rất dễ chịu và rất hợp tác. Giống như con ta không có sữa là khóc la là để cho ba mẹ biết không? Chục rất cam chịu với cuộc đời. Dạ đúng rồi, 45 phút cứ mỗi cử 45 phút. Không phải đâu, không phải nó không khóc đâu, nó mệt quá mà nó khóc không nổi. Mỏi miệng quá nó không khóc nổi vậy. Mà nó vẫn cứ nút chục. Trời thấy thương quá trời mà không biết rồi, nha. Rồi cuối cùng khi nào chị mới biết? Khi mà hả, đau quá, bú đau quá, sợ quá, và khi mà nó đói quá bắt đầu nó mới khóc. Nó khóc lúc mà 3 giờ đêm mà không có một hộp sữa nào trong nhà, mà giờ đó ai bán sữa. Trời ơi, ráng dỗ ráng đi con, tới 4 giờ mấy gần 5 giờ sáng chồng chạy đi ra chỗ mà bán sữa đêm á để mà mua cho con hộp sữa, mà thằng nhỏ bú sữa mà nó mặt nó tươi. Nhỏ lúc này mới cảm nhận thì ra đây là cảm giác được no bụng. Trời ơi, thấy tội nghiệp khủng khiếp luôn á. 7 ngày trời bị bỏ đói mà không biết. Vậy là sau đó chị kích sữa kiểu gì? Sau đó thì bắt đầu mới tìm hiểu và uống nước nhiều, rồi uống sữa gì đó, những cái loại lợi sữa. Trời ơi, khủng khiếp. Ông chị Khánh bị lo âu là đúng rồi. Cái gì nó cũng khủng khiếp. Tại vì ví dụ như em trải qua một quá trình 7 ngày mà thực ra nó không đúng với những gì em hình dung,
và con người ta không thể nào yên ổn được về mặt tinh thần khi mà cứ bất an như vậy. Nhiều cái giai đoạn sau đó là thằng bé là biết thế nào là no sữa, nên sau đó là bé bụ bẩm hơn đúng không chị? Dạ đúng rồi, bé bụ quá luôn. Bé bụ quá luôn. bụ quá luôn. Bác hai là tức là chị dâu của chồng Khánh á, là ngày nào cũng qua hết để mà tại vì có bé đầu tiên mà thương lắm, bồng. Xong rồi cái khoảng 3 ngày không qua mà bác hai cứu xuống bồng nè, bồng chú nhủi luôn. Tại vì không nghĩ cháu mình lên danh ký như vậy. Có 3 ngày thôi. Ê, thằng bé nó thích nghi hay ha. Kiểu như đói cũng được, no cũng được. Dễ chịu lắm. Trời thật ơi. Sự bé đầu Khánh rất là dễ chịu luôn. Vậy thì bé thứ hai, chứ nãy giờ nhấn mạnh bé đầu dạ. nhiều lắm là thấy có điểm rồi. Dạ. Không, bé thứ hai thì cũng dễ luôn. Tại vì sao? Bé đầu quá dễ, cho nên là khi mà bé thứ hai khó hơn anh một chút thì là thấy khó, chứ thật ra so với những bé khác thì cũng rất là dễ luôn. Có cà chục nữa không chị? Không, lần này có sữa rồi. Có sữa rồi và mẹ có kinh nghiệm hơn rồi, thì với bé thứ hai thì mẹ bớt lo hơn, cho nên là mẹ không có bị rối loạn gia đình, tinh lo âu lại. Mẹ kiểm soát được cái cảm xúc của mẹ thì mọi chuyện nó ổn hơn rất là nhiều. Chị, nhưng mà khi mà chị mang thai bé thứ hai là lúc đó là tuổi cũng lớn. Dạ 40 tuổi. Bé thứ hai là chị cố tình chị để hay là chị bị sự cố hay là... Thật sự thì hai vợ chồng là nói là chắc là mình có một bé thôi. Tại vì thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai cũng là khó khăn khi mà có được bé. Năm 2021 tháng 4 đi Phú Quốc nha. Đi Phú Quốc xong rồi chơi rồi về thì lại mệt nữa rồi cảm thấy là người sao khó thở nữa, thì nó ủa sao kỳ vậy ta, thì là hai vạch nữa, thì là hai vợ chồng vỡ òa cảm xúc là bởi vì sao, lớn tuổi rồi không nghĩ là chỉ một chuyến đi Phú Quốc thôi mà mình có được bé, lợi hại quá. Lợi hại quá, tức là mình vẫn còn chạy tốt. Thì ngay trong mùa dịch luôn, là lúc mà nhận được thông tin là có thai, quá trình mang thai bé thứ hai là cũng là một cái quá trình mà mình sẽ có rất là nhiều cảm xúc. Là vì sao, đi khám thai rất là khó khăn, chỉ thị 15, chỉ thị 16 không được ra đường. Mỗi lần đi khám thai là phải đưa cái giấy của bệnh viện, đưa giấy khám thai của bác sĩ để cho mình qua trạm. Thèm ăn gì cũng không ăn được, tại vì đâu có ai bán gì đâu ăn. Mà cũng trộm vía là con cũng rất là dễ chịu, cũng biết được hoàn cảnh hay sao á, cũng không có đòi ăn nhiều. Mang thai bé thứ hai thì Khánh cảm giác là Khánh khỏe hơn, cũng bị ợ nóng nhưng mà cái cường độ nó ít hơn. Và bây giờ thì những cái giây phút ngắn ngủi để mà chị nhắn gửi đến cho ai đó thì chị... Nhắn gửi cho ấy ơi. Dạ, chào ba, và rất là cảm ơn ba, người đã luôn đồng hành cùng với mẹ, đã luôn chia sẻ yêu thương và quan tâm để mà chúng ta có được những giây phút thật là thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc nhất có thể. Chúng ta sẽ luôn cố gắng và duy trì cái niềm hạnh phúc này ba nhé. Cảm ơn ba rất là nhiều. Cảm ơn chị.